Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5, huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức thành công hội thi đội tuyên truyền viên giỏi chung tay phòng chống dịch COVID-19 năm 2022. Tham gia hội thi có 22 đội thi với hơn 150 thí sinh là cán bộ đảng viên, công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Thông qua các hình thức như tiểu phẩm, kịch, hát, múa, các đội thi đã sử dụng hình ảnh minh họa, đạo cụ, mô hình trực quan thể hiện được tính sáng tạo, độc đáo gắn với nội dung thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Đội thi của chúng tôi hôm nay là mang đến tiểu phẩm Tôi Đã Hiểu Rồi, là một tình huống xảy ra trong cái quá trình mà đi tuyên truyền vận động nhân dân đưa con em đi tiêm chủng ạ. Trong quá trình thi thì chúng tôi đội cũng các thành viên trong đội phân tích và để lựa chọn ra những cái đáp án nào là đáp án đúng nhất. Còn ngoài ra thì để có thể đạt được cái phần thi kiến thức, đạt được kết quả cao thì là người thi cũng cần phải nghiên cứu cũng như là tìm hiểu thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng như là trên báo, đài để có thể hiểu thêm được phần kiến thức của mình. Hội thi là dịp đội ngũ tuyên truyền viên được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Qua hội thi thì các đội đã có cái sự đầu tư, nghiên cứu và lựa chọn các cái phần thi thể hiện một cách xuất sắc, và đặc biệt là cái phần nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là ban chỉ đạo phòng chống COVID từ trung ương đến cấp tỉnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi chi bộ Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện, đồng thời trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 16 giải khuyến khích, 4 giải phụ cho các phần thi xuất sắc.